Xin chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chuyển thể một file PDF sang file Word, từ một văn bản hình ảnh sang một văn bản Word để chúng ta có thể chỉnh sửa được, và từ văn bản Word đó chúng ta có thể chuyển thể nó thành một dạng file thu âm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đơn giản nhất, đó chính là chuyển thể file PDF sang file Word. Đầu tiên các anh chị truy cập cho tôi vào đường link này. Và đây chính là trang web mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị. Đây là một trang web chuyển đổi file PDF sang các dạng file khác. À, tuy nhiên ở đây là tôi chọn chuyển sang Word, cho nên nó chỉ hiện đây là chỉ số Word thôi. Các anh chị chọn vào cái mục chọn các tệp. Ở đây là tôi dùng file PDF có trên thiết bị. Còn nếu như mà anh chị nào có file PDF từ các nguồn khác, ví dụ như từ Dropbox hay Google Drive, thì các anh chị có thể chọn lên đó. Còn ở đây là tôi dùng có sẵn trong thiết bị, cho nên tôi sẽ chọn cái dòng đầu tiên này. Và ở đây, đây chính là file PDF mà tôi cần chuyển sang Word. Tôi kích chọn vào nó, sau đó bấm Open. Chương trình này sẽ tự động tải lên. Và các anh chị chỉ việc chọn cái khung được ghi là chuyển sang Word này. Sau khi kích vào thì nó sẽ hiện sáng xanh một cái vùng gọi là chọn tự chọn. Sau khi các anh chị kích vào cái vùng tự chọn này là nó sẽ bắt đầu tự chuyển sang Word cho anh chị. Đây, quá trình chuyển đổi đã được bắt đầu. Tùy vào cái dung lượng của file PDF mà việc chuyển đổi có thể nhanh hay chậm. Ở đây là quá trình chuyển đổi đã thành công. Nó sẽ đưa các anh chị nơi tải xuống. Các anh chị chỉ cần click vào nút tải file xuống này là đã có thể sử dụng file của mình. Các anh chị chọn vị trí lưu. Đây, sau khi tải xong. Sau khi tải xong rồi là nó được nằm ở đây. Anh chị mở lên kiểm tra thử xem nó có bị lỗi hay gì không. Ở đây là một cái bản vẽ của một căn hộ, tôi thấy là nó không có lỗi gì. Và chúng ta sang bước tiếp theo là chuyển đổi một hình ảnh văn bản sang một văn bản có thể chỉnh sửa được. Ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái file văn bản hình ảnh. Đây là một đoạn văn bản được chụp lại. Tôi sẽ chuyển cái này sang văn bản Word để chúng ta có thể chỉnh sửa. Đầu tiên các anh chị truy cập vào driver. Đấy, sau khi các anh chị truy cập vào driver xong thì các anh chị tải cái file hình ảnh văn bản của mình lên. Đây, các anh chị kích vào tải tệp lên. Các anh chị kích vào cái văn bản mà các anh chị cần chuyển đổi và bấm Open. Vì ở đây là tôi đã có tải lên rồi cho nên là tôi sẽ không tải nữa. Và ở đây mà chúng ta sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi của nó trực tiếp như này luôn. Nghĩa là chúng ta chỉ cần kích phải, chọn vào cái vùng mở bằng này và chuyển sang Google Tài liệu. Google Tài liệu sẽ tự động đưa cái hình ảnh ban đầu, cái hình ảnh gốc của anh chị lên đầu tiên, và phía dưới này là nó sẽ tự động đưa ra những cái đoạn văn trong này xuống phần phía dưới này. Và lúc này các anh chị có thể trực tiếp chỉnh sửa trên Google Tài liệu hoặc là copy nó về Word để chỉnh sửa. Đây là một cách chuyển đổi đơn giản nhất. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang một phần rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ chuyển đổi cái đoạn văn bản mà chúng ta đã chuyển thể sang thu âm giọng nói.
nghĩa là nó sẽ đọc hết từ đầu đến cuối của các anh chị. Và đây là trang web mà có thể chuyển một văn bản sang sang cái thu âm giọng nói. Chúng ta có thể truy cập vào link này. Tôi sẽ để phần link này dưới mô tả, anh chị có thể click vào đó và tiếp tục làm theo hướng dẫn của tôi. Đầu tiên chúng ta cần phải đăng ký, nhưng mà anh chị nào có tài khoản rồi thì cần đăng nhập, còn ở đây là chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta đăng ký. Và sau đây là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào một trong hai mục này, ở đây là mục dành cho cá nhân và ở đây là mục dành cho doanh nghiệp. Thì ở đây là tôi dùng cá nhân cho nên tôi sẽ chọn vào mục dành cho cá nhân. Tiếp theo là chúng ta cần điền họ và tên của mình, đây là họ và tên, số điện thoại và mật khẩu dành cho tài khoản này. Tiếp sau đó là chúng ta cần nhập vào cái mã captcha của bên PB này cung cấp, ở đây là 3165. Và các anh chị nhớ là nhấn vào cái vùng chọn là tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Sau đó anh chị bấm vào nút tiếp theo. Vì ở đây là tôi đã có tài khoản sẵn rồi cho nên là nó sẽ không cho trùng lắp nữa. Và tôi sẽ chuyển sang đăng nhập. Đây, tôi sẽ chuyển sang đăng nhập của mình. Ở đây là đã đăng nhập thành công. Và các anh chị là tập trung chú ý vào phần này, phần CTX Cloud này. Đây là nơi chuyển đổi văn bản quật sang thu âm giọng nói. Ở đây là nó sẽ có một đoạn mẫu dành sẵn cho các anh chị. Ở trong cái khung này nó giới hạn cái số ký tự là từng ký tự một. Đây, từng ký tự. Ở đây là giới hạn là 5.000. Và hiện tại là tôi đang nhập vào khung này sẵn là khoảng 289 ký tự. Anh chị đang nhớ là nó giới hạn, cho nên là khi mà chúng ta chuyển thể từ văn bản sang giọng nói này thì các anh chị cần chia cái đoạn văn bản mình ra nhiều đoạn để nó có thể đọc hết. Chứ các anh chị mà nhập vào nguyên một văn bản mà có số lượng ký tự nhiều hơn 5.000 này thì nó chỉ sẽ lấy từ đoạn đầu cho đến cái đoạn ký tự số 5.000 là nó dừng. Tiếp theo ở dưới này là các anh chị có thể chọn giọng. Ở đây là có rất nhiều giọng, SG là Sài Gòn, HN là Hà Nội. Còn ở đây có rất nhiều giọng, ở đây có 6 giọng khác nhau. Thôi thì tôi sẽ giọng đàn ông cho nên là tôi sẽ chọn vào Hà Nội mạnh vững này. Tiếp theo là định dạng dữ liệu. Là ở đây nó sẽ chọn mặc định cho các anh chị là văn bản. Tốc độ đọc thì các anh chị nên để mặc định. Không nên chỉnh chỗ này vì nó có thể đọc chậm quá mà có thể đọc nhanh quá. Còn chọn chất lượng. Chất lượng ở đây mặc định nó sẽ để cho anh chị là 128 kbps là chuẩn âm nhạc, chuẩn với âm thanh bình thường. Và định dạng ở đây là có hai loại. Nhưng mà các anh chị nào muốn chất lượng cao nhất thì có thể chọn qua file WAV này. Còn nếu như mà không có nhu cầu cao hay là chỉ muốn sử dụng bình thường thì các anh chị nên chọn WAV 3. Còn ở đây là có sẵn nhạc này cho các anh chị chọn. Các anh chị có thể chọn là chọn từ thư viện của cái trang web VB này. Ở đây là nó cho nghe thử. Sau khi mà chọn được đoạn nhạc mà anh chị muốn, các anh chị chỉ cần kích vào đây, bấm vào xác nhận là có thể chọn được cái bản nhạc mà các anh chị muốn làm nhạc này. Còn ở đây là chọn từ máy, là máy của anh chị là có nhạc gì là có thể tải lên và nó sẽ dùng trực tiếp vào cái đoạn thu âm này luôn. Và ở đây là cái từ điển, ở đây có hai thể loại là báo chí Việt Nam và từ điển hệ thống. Thì cái này là tôi không quan tâm lắm, nhưng mà thường thường thì tôi dùng từ điển hệ thống. Sau khi mà các anh chị thiết lập xong cái
những cái phần mà mong muốn á, các anh chị bắt đầu bấm vào nút chuyển văn bản và nó sẽ đưa tới cái mã lệnh là gửi yêu cầu chuyển văn bản thành công. À, nó sẽ có dưới này. Sau khi mà chuyển văn bản thành công á, thì ở dưới cái hàng này nó sẽ đưa ra một cái khung. Ở dưới khung này là các anh chị có được bốn cái thao tác làm việc khác nhau, có nghĩa là đọc, cho nó đọc trực tiếp trên trang web này luôn, hoặc là tải xuống rồi về nghe lại. Còn thứ hai, thứ ba là báo lỗi. Nếu như mà cái sau khi anh chị mà nghe xong mà cảm giác nó không được hay hay là nó bị bắt thế nào đó thì các anh chị có thể báo lỗi lại cho trang chủ, cho cái web này. Thứ ba, thứ tư cuối cùng là đánh giá. Vâng, chúng ta có thể bắt đầu nghe thử. Bấm vào nút đọc. Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Đây là website cung cấp giải pháp chuyển đổi văn bản sang giọng nói. Trên cơ sở đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các hệ thống tổng đài thông minh trả lời tự động, các hệ thống thông báo công cộng, trợ lý ảo, báo nói. À, sau khi mà nghe xong á, chúng ta có thể click vào nút tải xuống để lưu cái đoạn âm thanh đó về máy của mình. Đây, chúng ta chọn vào nút ba chấm này và nhấn vào tải xuống. Ở đây tôi sẽ lưu ngồi desktop và sẽ đặt lại tên của nó. Đây, thu âm, bấm lưu. Và như vậy là chúng ta đã tải về được cái phần âm thanh đó và chúng ta có thể nghe để xem thử là nó có bị lỗi gì không. Ở đây là tôi sẽ cho anh chị nghe thử. Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Đây là website cung cấp giải pháp chuyển đổi văn bản sang giọng nói. Trên cơ sở đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các hệ thống tổng đài thông minh trả lời tự động. Ok. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các anh chị cách chuyển đổi ba thể loại khác nhau, là từ file PDF sang file Word, từ một hình ảnh văn bản sang hình ảnh sang một cái văn bản có thể chỉnh sửa được, và từ file văn bản bình thường chuyển thành giọng thu âm. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu như mà các anh chị có thấy video này hay và bổ ích thì các anh chị có thể bấm vào nút đăng ký kênh phía dưới để lần sau chúng tôi sẽ đưa ra những video tốt hơn. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các bạn đã xem video của Nguyễn Minh Toàn. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh hình tròn ở chính giữa màn hình và xem các video tiếp theo ở bên tay phải và tay trái. Nguyễn Minh Toàn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.